Thầy con dạy là mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần tầm chữ sắc không dứt được nó ấy là giải thoát. Cho nên nếu như mình thấy được cái thú tánh của mình nó không tốt, nó đang dẫn mình đi tạo nghiệp để nó giết mình, nó đọa mình đó, mà mình lấy tinh hoa chân lý của thầy dạy mà hiệp vào ý chí của mình biến thành gươm trí huệ, mình mới đoạn bỏ thú tánh này không xài cho thân tâm mình trong đời sống này nữa, thì Phật tánh của mình mới từ từ hiện thân. Chứ thú tánh mình làm chủ bản thân thì Phật tánh đâu có hiện thân được, thấy không? Mà Phật tánh là gì? Là cái tâm trong sạch, không mê chấp theo thế gian để tạo nghiệp, mà vẫn mở lòng thương yêu tất cả muôn người muôn loài, tha thứ cho tất cả muôn người muôn loài khi tổn hại mình, và đem những gì mình có vào Phật pháp của Phật dạy để phục vụ cho muôn người muôn loài chúng sinh bình đẳng, tiếp sức cho Phật tạo phúc con tạo nghiệp, thì cái Phật tánh mình ra đời để mà hành đạo, mình đi tới đâu mình cũng yêu thương người ta, mình không hại ai để gây cảnh máu đào nữa hết. Thì dạ, kính thưa anh Nhân, thì vừa qua anh cũng trao đổi về sự hiểu biết, nghiên cứu của mình về chương trình Đạo Pháp. Thì tiếp theo, thấy thời gian cũng còn dài, anh em gặp nhau thì nguyên một ngày. Và anh có thể hoan hỷ chia sẻ thêm những điều mà anh hiểu biết được trong Phật Pháp để chia sẻ, trao đổi cho tất cả những người trong và ngoài nước xem trên màn ảnh nhỏ, có thể hiểu qua chân lý của Đức Thầy. Có thể hoan hỷ chia sẻ Tôi xin cũng trình bày chút đỉnh hiểu biết của tôi về giáo lý Phật giáo hòa hảo của Đức Thầy. Hôm 2 năm về trước, tôi đi dự lễ 18 tháng 5 Tổ đình Phật giáo hòa hảo. Tôi có quen một người bạn tên Ngọc, mới nói anh Nhân, tôi với anh đi ra mộ Đức Ông Đức Bà chơi. Lúc này là 8 giờ tối, đèn thì sáng, người thì đông. Tôi mới quay lại hỏi của anh Ngọc, anh cũ tôi đi ra mộ Đức Ông Đức Bà có chuyện gì không. Mới nói tôi giới thiệu cho ông gặp thầy trả lời. Cái tôi ủa thầy nào, thầy thuốc hay thầy giáo? Nhiều thầy lắm nha. Mới nói Phật thầy á, tôi nói đừng giỡn nội, nhiều người bây giờ mượn danh Phật thầy kiếm ăn nhiều lắm, Phật thầy giả đó. Cái mới nói ông này siêu lắm, mà không biết thầy thiệt hay giả, mà ông hiểu đạo nhiều hơn tôi đâu, ông ra ông coi thầy thiệt hay thầy giả. Cái tôi nói thôi vậy cũng được, nếu thầy thiệt thì mình mở mang học hỏi thêm, còn nếu thầy giả mình rút lui, ai làm gì làm không liên quan tới mình. Thì vô tình dẫn tôi đi ra sa mộ Đức Ông Đức Bà có phản trống. Thì ông bạn của anh Ngọc ở dưới Cà Mau dẫn 30 mấy người đệ tử đi lên, có trải một miếng mũ rất lớn. Khi tất cả ngồi xung quanh, ai cũng gọi ông này bằng thầy xưng con, ông này ông dạy đạo ông cũng gọi người ta bằng con, thấy cũng hơi hợp lệ. Tôi mới cúi đầu tôi chào chung, cái tôi ngồi xuống. Thì anh Ngọc không biết xù xì gì với ông thầy kia, tôi không biết. Thì ông thầy kia mới mở lời, mới dòm qua tôi mới nói, tôi nghe bạn tôi giới thiệu là chú em hiểu đạo nhiều lắm hả? Cái tôi nói dạ không có cậu ơi, Phật pháp thâm thâm diệu diệu dù tận thế ngàn năm cũng còn, mình nói hiểu nhiều mình nói dốc á, nhưng nếu mình nói không hiểu cũng là nói dốc luôn á. Thôi bây giờ con nói thiệt cho cậu nghe, có hiểu chút đỉnh để sửa đổi bản thân lần lần lại đó, nói thật á. Cái ông mới hỏi vậy chú em cho tôi hỏi vài câu được không? Cái tôi nói mời cậu, hỏi 100 câu, 1000 câu cũng được, đừng nói vài câu. Câu nào con biết con giải thích, câu nào con không biết cậu giải thích con học thêm. Thì trong lúc này ông mới lấy những câu trong giáo lý ra, ông hỏi tôi: con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề, gian lao khỉ kia còn bị sáo xào, đêm phia gà gái máu đào, mới ngưng dạo Phật ra đời thế giới bình yên. Cái đoạn này là thầy tổ nói năm nào tháng nào? Cái tôi nói ông cậu chắc này 8 giờ tối mát mẻ, không phải 12 giờ chơi nắng gắt. Ông cậu giờ chán, ông cậu lại coi có bị ám chán không? Làm gì có năm nào tháng nào đi hỏi con kỳ vậy? Thì ông mới bực bội khi tôi mắng khéo ông. Thì ông mới quát ngang, ông mới nói: chú em to gan, tại sao lời thầy tổ để lại như vậy mà chú em dám nói không nào năm nào tháng nào? Cái tôi nói ông cậu bình tĩnh, ông cậu đọc kỹ lại coi. Con ngựa là đá con dê, năm ngựa năm dê, tháng ngựa tháng dê, ngày ngựa ngày dê, giờ ngựa giờ dê, trong này không có. Ông cậu thêm vô ngày giờ hỏi con biết đường đâu trả lời. Thầy con dạy là tìm hiểu nghĩa rồi bản thân mình sửa đổi làm theo mới đắc đạo. Đáng lẽ là ông cậu hỏi con cái câu vừa rồi ý nghĩa làm sao để mình sửa đổi làm theo con mới biết đường con trả lời. Tự nhiên thêm vô ngày tháng trong này không có, tự nhiên hỏi con biết đường đâu con trả lời vậy.
cái ông mới giật mình nói, à, thôi vậy cũng được, vậy chú em giải nghĩa cho tôi nghe coi cái câu vừa rồi ý nghĩa làm sao để mình làm theo vậy. Nói dạ được. Con ngựa là đá, con dê là ý muốn nói khi cái tâm mình còn mê muội chưa hiểu được chân lý của Phật dạy, thì lúc này nó giống như con ngựa háo đá. Nó vì danh vọng quyền lợi của mình mà nó đi tranh giành với người khác, đấu đá với người khác, tổn hại người ta để được lợi mình, để nó gây nghiệp quả cho chính mình. Thì con ngựa là đá, con dê là nói cái tâm đó đó. Mà mình mang cái tâm đó mình đi trong chẳng hạn này, mình đi sống với ai á, mình làm cho người ta gian lao thì người ta cũng không tha cho mình cũng bị gian lao. Thì đây gọi là con ngựa là đá, con dê khắp trong chẳng hạn nhiều bề gian lao. Còn khỉ kia còn bị xáo xào, là muốn nói cái tâm mình khi chưa hiểu được cái chân lý của Phật dạy. Nó giống như con khỉ vậy đó, đứng núi này trong núi nọ, rồi á, mặt mày á, cứ nhăn nhướng, hồi trọng, hồi khinh, hồi thương, hồi ghét, rồi nó lộn xộn sằng phèo tối ngày. Mà mình mang cái tâm bị xáo xào không ổn định đó đó, mình đi sống với người ta, mình đi tới đâu mình cũng làm cho người ta xáo xào. Đây gọi là khỉ kia còn bị xáo xào. Đêm phia là nói cái tâm mê muội, gà gái là nói cái tâm thức tỉnh, dậu Phật là nói cái tâm Phật. Thầy con dạy là mày gom trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần tầm chữ sắc không, dứt được nó ấy là giải thoát. Cho nên nếu như mình thấy được cái thú tánh của mình nó không tốt, nó đang dẫn mình đi tạo nghiệp để nó giết mình, nó đọa mình đó, mà mình lấy tinh qua chân lý của thầy dạy mà hiệp vào ý chí của mình biến thành gom trí huệ, mình mới đoạn bỏ thú tánh này không xài cho thân tâm mình trong đời sống này nữa, thì Phật tánh của mình mới từ từ hiện thân. Chứ thú tánh mình làm chủ bản thân thì Phật tánh đâu có hiện thân được, thấy không? Mà Phật tánh là gì? Là cái tâm trong sạch, không mê chấp theo thế gian để tạo nghiệp, mà vẫn mở lòng thương yêu tất cả muôn người muôn loài, tha thứ cho tất cả muôn người muôn loài khi tổn hại mình, và đem những gì mình có vào Phật pháp của Phật dạy để phục vụ cho muôn người muôn loài chúng sinh bình đẳng, tiếp sức cho Phật tạo phúc con tạo nghiệp. Thì á, cái Phật tánh mình ra đời để mà hành đạo, mình đi tới đâu mình cũng yêu thương người ta, mình không hại ai để gây cảnh máu đào nữa hết, thì mình đi tới đâu mình cũng được bình yên. Đây gọi là dạo Phật ra đời thế giới mình yên. Chứ từ ngày thầy tổ dạy đạo tới bây giờ, nếu nói 5 tháng bên ngoài, 12 năm quay lại 5, từ hồi thầy tổ mở đạo tới bây giờ, bao nhiêu năm ngựa, bao nhiêu năm dê, bao nhiêu năm khỉ, bao nhiêu năm dậu rồi, cậu có thấy cái thế giới ở bên ngoài cái năm dậu nào mà nó được bình yên không? Mà cậu đi hỏi con năm nào tháng nào bên ngoài con đâu có biết. Thầy mượn pháp để chỉ cho mình mở tâm mở trí để sửa đổi tâm tánh hành đạo để lần lần giải thoát thôi chứ bộ. Cái ông mới nói, à, thôi vậy cũng được, vậy chú em cho tôi hỏi thêm câu nữa. Kẻ gian ác sẽ bị gươm ba thước nơi pháp tràng để xử kẻ hung đồ. Vậy kẻ gian ác này ở đâu? Cái gươm ba thước ở chỗ nào? Chỗ nào là chỗ pháp tràng để xử kẻ hung đồ? Cái tôi nói câu này dễ ẹt à. Để con đọc thêm đoạn nữa nha. Là kêu bằng á, cái kẻ gian ác này là ý muốn nói tam nghiệp sanh thập ác nằm trong thân mạng của mình đây nè. 13 thằng này nè, 13 thằng gian ác nè, nó dụ mình, nó dẫn mình đi tạo nghiệp cho nó thỏa mãn, là sau đó nó giết mình, nó đọa mình, mà không ai cứu được mình. Đây mới là thằng gian ác, đó là kẻ gian ác đó. Bị gươm ba thước là gì? Lấy giới định huệ của thầy dạy, mài cái gươm trí của mình mới biến thành gươm ba thước, mới đem 13 gian ác này đem ra chém đầu hết, không trường nào hết. Đây gọi là kẻ gian ác sẽ bị gươm ba thước nơi pháp tràng để xử kẻ hung đồ. Mình xử được cái thằng hung đồ mình tiêu tan biến mất rồi, nó đâu có dẫn mình đi tạo nghiệp nữa được. Phật tánh mình hiện thân nó mới dẫn mình đi hành đạo tạo phúc không tạo nghiệp, chừng nào nghiệp cũ trái xong phúc đức mình viên mãn, mình mới được giải thoát về với Phật. Thì đây mới gọi là kẻ gian ác sẽ bị gươm ba thước nơi pháp tràng để xử kẻ hung đồ. Chứ thầy đâu có biểu mình mày gom gì bên ngoài đi gì, giết ai bên ngoài gì đâu, xử ai bên ngoài gì đâu, đâu có. Cái ông mới nói, à, thôi vậy cũng được, vậy chú em cho tôi hỏi thêm câu nữa. Trên thế giới này chỉ có 5 châu 4 biển, mà tại sao thầy nói lục châu chưa giáp lòng còn ngủ ê? Lục là 6, 6 châu thầy nói ở đâu? Tôi nói, để con đọc thêm câu nữa con giải nha. Dạy khuyên những kẻ ngốn ngang biết câu lục tự để gìn đàn tứ ơn. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, mô không dục lợi chẳng cầu danh. A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt đắn đo giữ báo lành. Đà ấy kim thân sanh bất hoại, Phật đà xá lợi hiểu vô sanh. Thầy nói trên đời không có gì quý hơn trí huệ, hãy tâm thanh tịnh được thì phát huệ. Cho nên á, cái lục châu thầy nói là cái lục căn thanh tịnh, cái đó mới là lục châu thầy cần. Thầy cần châu bên ngoài làm gì? Nhưng mà cái người ngộ được cái chân lý của thầy để giúp bỏ lục trần, để hồi phục được cái lục căn thanh tịnh để hành đạo thì quá ít.
Còn cái người còn mê mũi, còn dùng lục trần để tạo danh tạo lợi, để tạo nghiệp cho chính mình, để hại muôn người muôn loài thì quá nhiều. Cho nên thầy mới than khéo là lục châu chưa ở giáp mà lòng còn ủ ê. Thì ông mới quay lại nói, à thôi vậy cũng được, vậy chú em cho tôi hỏi thêm câu nữa. Thuyền bát nhã ta cầm tay lái, mà quyết đưa người thoát trốn sông mê. Vậy chiếc thuyền bát nhã ở đâu? Tay lái là cái gì? Và con sông mê là cái gì? Và đưa người nào thoát trốn sông mê? Các nói câu này dễ ẹt ha, để con đọc thêm câu nữa con giải nghe. Thầy con nói ai có thiền lòng theo đây. Cái tấm lòng mình mới là không tướng không đáy đây nè. Mà cái thiền lòng là gì? Là mình dứt bỏ tam nghiệp thập ác, dứt bỏ bản ngã, dứt bỏ dục vọng xấu xa, ham muốn danh lợi tình tham sân si mà mình đang vướng mắc ở cảnh thế nè. Mình mới hồi phục được cái tâm trong sạch, mở lòng yêu thương tất cả muôn người muôn loài, nhưng không mê theo muôn người muôn loài để tạo nghiệp, mà tha thứ cho tất cả muôn người muôn loài khi tổn hại mình, và đem những gì mình có vào Phật pháp phục vụ cho muôn người muôn loài chúng sinh bình đẳng, tiếp sức cho Phật đạo phúc không tạo nghiệp. Đây mới gọi là thiền lòng. Còn con sông mê không phải là con sông, mà là cảnh trần, nó đang cám dỗ mình đi vào con đường mê muội để tạo nghiệp bị đọt, đó mới là con sông mê. Rồi á, tay lái là gì? Luồng thanh điển thoáng qua như chớp, mới chuyển căn tiền để nhắc lớp người xưa. Cho nên nếu như thiền lòng mình vẫn vượt qua những thứ cám dỗ thử thách của thế lực đen mà không dứt mắt bằng cái lòng thiền của mình, thì luồng thanh điển của du di Phật pháp mới chiếu vô tâm linh của mình, mới trợ giúp mình 50-50. Mình mới có ánh sáng và đủ thần lực để mà hành đạo, để vượt qua cái sông mê này, để về bề giác cho nó lẹ. Thì đây mới gọi là thuyền bát nhã ta cầm ta lái, quyết đưa người thoát trốn sông mê. Cái từ bữa nay ông cậu nãy giờ hỏi con nhiều rồi, bây giờ ông cậu cho con hỏi ông cậu lại một câu một thôi nha. Mình có qua có lợi mới tỏ lòng nhau nha. Nhà ta vốn thiệt có đờn, 5 giây mà đờn này không dây không phím, mà cũng không có quán hờn. Vậy ông cậu cho con hỏi cây đờn là cái gì, 5 cộng dây là cái gì, cái phím là cái gì, mà tại sao mà không dây không phím mà cũng không quán hờn là sao? Cái ông quay lại ông giải thích liền. Ông nói Phật thầy, Phật trùm, ông đức bổn sư, ông sư giải đức thầy, 5 vị này liên dây dài đạo mình là cái đờn 5 dây. Thật sự là ông nói đúng rồi quý vị à. Nhưng mà tôi muốn thử coi cái phản ứng của ông sao thôi. Cái tôi mới nói ông cậu tỏ gan, dám đem thầy tổ ra làm cộng dây đờn hả? Cái ông mới giật mình, ông nói nếu không phải vậy đâu chú em giải thích cho tôi nghe cái câu vừa rồi ý nghĩa coi sao. Ông nói dạ được. Phật có cái gì chúng sanh có cái nấy. Trước nói thầy sau nói mình. Bản thân của thầy là cây đờn. Thầy đủ ý chí phi thường, dứt bỏ tất cả bản ngã nè, dục vọng ham muốn danh lợi tình tham sân si nè, mê chấp từ đời tới đạo, từ tâm tới tướng nè. Thầy mới hồi phục được cái tâm thanh tịnh của thầy, vượt qua những thế lực đang mà không dứt mắt, hòa với cái du di thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, mới mở được ánh sáng trí huệ tâm hồn mình ra, mới xả thân hành đạo, đem những gì mình có để mà phục vụ cho muôn người muôn loài chúng sinh bình đẳng. Thì á, cái tâm thanh tịnh của thầy là cái phím. 5 cộng dây là gì? Là thầy dạy 5 cách đạo: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Vậy nhân đạo ý nghĩa là gì? Tam can ngũ thường. Vậy tam can là cái gì? Phụ tử can, phu thê can và quân thần can. Mà phu thê can thì nếu vợ chồng sống với nhau phải đối xử thật thà, tốt với nhau, để dìu dẫn nhau vào con đường đạo đức tốt đẹp. Còn phu gọi là phụ tử can thì đối với cha mẹ ông bà tổ tiên không bất hiếu. Còn quân thần can thì đối với đất nước không bất trung. Còn ngũ thường là gì? Nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Mà chữ nhân ý nghĩa là gì? Là thiệt người phải biết thương người, mà không phải thương một người nha. Thương hết tất cả nhân loại, không phân biệt nam nữ, già trẻ bé lớn, nghèo giàu, tốt xấu gì hết. Không ghét ai, giúp ai được cái gì giúp không được thôi, chứ không tổn hại ai hết. Đấy mới gọi là chữ nhân. Chứ thương người này ghét người kia, mà giúp người này mà hại người nọ, chữ nhân méo xẹo luôn nha. Chữ nghĩa. Mình sống phải chân thật với bản thân, và bất cứ ai đến với mình không cần phải phân biệt, mình cũng phải chân thật với người ta. Mình sống mà trên đời này mình không có bất nghĩa với bất cứ một ai hết á. Thì đây mới gọi là chữ nghĩa. Chứ mình có nghĩa có tình với người này mà mình vì danh vọng mình hại người khác, bất nghĩa với người khác, thì cái chữ nghĩa này cũng mấy xẹo à. Rồi chữ lễ. Ý nghĩa là kính trên nhường dưới, ai lớn mình kính, ai nhỏ mình nhường. Mình sống mình đối xử với bất cứ ai đến với mình cũng không có thất lễ với ai đó. Thì cái này mới gọi là chữ lễ. Chứ không phải chữ lễ là đợi mặc đồ tôn nghiêm vô cúng lại mới tính chữ lễ đâu nha. Cái đó là một góc độ nhỏ thôi. Mà hiểu được đạo lý sửa tâm tánh của mình để đối nhân xử thế, cái chữ lễ này mới quan trọng. À,
cái chữ trí là trước khi nói hoặc làm việc gì ta phải suy xét cho minh lý, chứ đừng ăn bạ nói càng, tạo tội lỗi nghiệp chướng sau đó hối hận không được, thì đây mới gọi là chữ trí. Cái chữ tín là có hứa với ai thì chẳng có sai lời. Thí dụ như mình hứa với bạn bè, hứa với cha mẹ, hứa anh em, hứa với vợ với chồng gì cũng cần biết, mà lỡ quy y với Phật mà hứa cái gì trong bài quy y với Phật đó, thì bản thân mình hy sinh cái gì cũng không màng, phải thực hiện lời hứa đó cho bằng được, thì đây mới gọi là chữ tín, thì đây mới gọi là nhân đạo. Rồi bây giờ tới thần đạo. Thần đạo là gì? Cái người này có ý chí phi thường hơn bao nhiêu người khác, sống can đảm, sống ngay thẳng, dám hy sinh cái tánh mạng mình dù chết tan xương nát thịt, và tài sản của mình hy sinh hết đi vì đất nước, vì hiếu trung, không màng hy sinh những gì mình có, thì đây mới gọi là thần đạo. Rồi bây giờ tới thánh đạo là gì? Cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục, đừng mê chứng bậc hiền. Nếu người này sống trong trần gian mà không mê nhiễm bất cứ thứ gì, lúc nào cũng quang minh chánh đại sáng suốt để xử lý tình huống, giúp mình giúp người, tiến hóa về đường đạo đức tốt đẹp chứ không hại ai, đây mới gọi là thánh đạo. Rồi bây giờ tới tiên đạo là gì? An lạc vui vẻ, dùng ý chí chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần, chuyển thần quần hư, không để tâm trí mình hướng ra cảnh đời mê muội tạo nghiệp, lấy tâm trí tốt đẹp này để sống với muôn người muôn loài, đây gọi là tiên đạo. Còn Phật đạo là gì? Buông xả thanh tịnh giác ngộ, xả thân hành đạo, trợ giúp cho muôn người muôn loài tiến hóa, nhưng không mê chấp theo muôn người muôn loài, mà thương yêu tất cả muôn loài, muôn người muôn loài, và tha thứ cho tất cả muôn người muôn loài khi tổn hại mình, đem Phật pháp phục vụ cho muôn người muôn loài, thì bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình, đây gọi là Phật đạo. Vậy thì ai có duyên với nhân đạo lấy nhân đạo tu học sửa bản thân, ai có duyên với thần đạo lấy thần đạo tu học sửa bản thân, ai có duyên với thánh đạo lấy thánh đạo tu học sửa bản thân, ai có duyên với tiên đạo lấy tiên đạo tu học sửa bản thân, ai có duyên với Phật đạo lấy Phật đạo tu học xưa để mà sửa bản thân. Tới một thời kỳ nào đó người này đủ duyên đã tỏ ngộ, thì bản thân người này cũng là cái đàn, cái tâm người này thanh tịnh, không còn mê chấp dính chấp gì của thế gian, cũng là cái phím. Cái người này cũng hòa được với điển quang du di, mới mở được huệ ra, mới xả thân hành đạo, đàn năm cấp đạo này lại cho người khác nghe. Lần lần ai cũng hồi phục được cái đàn là bản thân của mình, ai cũng hồi phục được cái phím là tâm thanh tịnh của mình, ai cũng hồi phục được là năm cộng dây để mà là lập công bồi đức cho chính mình mà không tạo nghiệp, để lần lần ai cũng được giải thoát gì với Phật hết. Thì đây mới gọi là nhà ta vốn thiệt có đờn năm dây, mà đờn này không dây không phím cũng không quán hận, mà đừng đừng cho lỗi nhịp thắt sân thầy về. Tu làm sao mà trong ngươi có ta mà trong ta có ngươi? Thì ông mới dòm dòm hồi, cái ông mới thấy sao bao nhiêu người xung quanh nhìn mình với ánh mắt thiếu tôn trọng mà người ta không dám nói. Là ý muốn nói tại sao ông là Phật thầy, ông cứu dân độ thế mà ông chiến này ông đi lễ, ông gặp cái thằng mũi, cái thằng mà nhóc con hỉ mũi chưa sạch phạm phu, mà tại sao ông nói chuyện đạo ông lại nó. Cho nên ông mới hứ một câu rất lớn, cái ông quay lại ông nói thầy tổ dạy tu tỉnh khá tôi mê. Cái tôi mới nói hay, thầy tổ dạy tu tỉnh là chính xác, nhưng mà hứ không biết đâu ra câu hứ nữa, rồi trong sách giảng đâu có câu hứ này đâu. Cái bắt đầu ông buồn quá, ông mới dòm xuống dưới miếng ngủ, ông không thèm hỏi tôi, ông không thèm nói chuyện gì với tôi nữa trơn. Cái tôi suy nghĩ hồi nãy giờ nồi canh bỏ muối quá mặn ăn không ngon, thôi giờ để miếng đường ăn cho ngon. Cái tôi mới đã đa tạ công đức của cậu, cậu là người ơn lớn nhất trong cuộc đời của con sẽ ghi nhớ mãi mãi, không bao giờ dám quên, con rất tôn trọng cậu. Vì sao? Vì thầy con có dạy hãy ai chống phá là thầy ta đó, nhờ cậu chống phá con nãy giờ con mới mở trí hiểu được chút đỉnh lời thầy con dạy, để con biết sửa đổi thân tâm để hành đạo. Ông cậu là người ân lớn trong cuộc đời của con nha. Thôi con chào ông cậu, con đi vào, tôi bình thản tôi đi vào, ông muốn nghĩ gì nghĩ quyền ông. Vâng, Tiến Dũng và Thành Hậu cảm ơn anh Phạm Nhân đã kể về một cái câu chuyện mà anh đã gặp một cái vị cao nhân ở tại Tổ Đình. Ý nghĩa anh dạy rất là hay, và cũng xin kính chúc cho anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm luôn an lạc. Và Tiến Dũng xin kính chào tất cả quý vị, và hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo của anh Phạm Nhân nói đạo nhé quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị nhé.